Fort Washington. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 3 tháng 1, 2013. Trà My và Ban Việt ngữ xin gửi đến quý vị lời chào năm mới. Trung Quốc tăng cường hạm đội tàu hải giám đưa tàu ra tuần tra gần Vịnh Bắc Bộ. Trung Quốc cấp quỹ hỗ trợ cho các mối quan hệ ở Biển Đông. Tàu Hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Truyền thông Trung Quốc loan tin hai tàu hải giám 75 và 84 được hỗ trợ bởi máy bay trinh sát B-3843 được đưa tới tuần tra gần Vịnh Bắc Bộ, khu vực mà tháng trước Việt Nam tố cáo tàu Trung Quốc sách nhiễu tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 2 của Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam. Đầu tháng 12 vừa qua, Việt Nam nói tàu của Petro Việt Nam bị hai tàu cá Trung Quốc gây đứt cáp tại khu vực cách đảo Cồn Cỏ 69 cây số khi tàu của Việt Nam đang di chuyển trong khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Trung Quốc phủ nhận cáo buộc này, gọi đó là không đúng sự thật. Đội tàu hải giám của Trung Quốc bắt đầu tuần tra Biển Đông từ ngày 1 tháng 1, thực thi quy định gây tranh cãi của Bắc Kinh, cho phép cảnh sát biển tỉnh Hải Nam khám xét, trục xuất tàu nước ngoài vào các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc nhận là lãnh hải của mình. Với quy định mới của Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, quan ngại rằng Bắc Kinh đang tiến hành sách lược mạnh tay hơn trong vấn đề Biển Đông. Một ngày trước khi quy định bắt đầu có hiệu lực, Bắc Kinh tìm cách xoa dịu căng thẳng khu vực, rằng luật mới chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp giới hạn ở vùng duyên hải tỉnh Hải Nam mà thôi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố phạm vi áp dụng của quy định này không thay đổi so với luật mà Trung Quốc đã thông qua từ năm 1999, nghĩa là trong vòng 12 hải lý từ bờ biển đảo Hải Nam. Phát ngôn nhân Hoa Xuân Doanh hôm đầu tuần nhấn mạnh các quy định địa phương của chính quyền tỉnh Hải Nam nhằm tăng cường kiểm soát biên giới ở vùng duyên hải và quản lý hàng hải với mục đích chống tội phạm trên biển để duy trì hòa bình. Đây là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc đưa ra giải thích về phạm vi áp dụng quy định này, trong khi Mỹ và Philippines lên tiếng trong chờ Bắc Kinh xác minh lý giải cụ thể về quy định vừa kể. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên nên có thái độ khách quan, công bằng, tỏ thiện chí và tinh thần xây dựng trong việc tiếp nhận các quy định mới của Trung Quốc. Mặt khác, Bắc Kinh lại lên tiếng phản đối luật biển của Việt Nam có hiệu lực từ đầu năm nay. Luật biển Việt Nam khẳng định là quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói luật này phi pháp và vô giá trị. Trung Quốc bổ sung tàu quân sự vào hạm đội hải giám trong lúc tăng cường công tác tuần tra, bắt đầu thực thi quy định mới từ ngày 1 tháng 1 về lục soát trục xuất tàu bè trên Biển Đông bị Bắc Kinh cho là xâm nhập hải phận bất hợp pháp. AFP trích thuật báo chí Trung Quốc cho hay là Bắc Kinh tu sửa và chuyển giao hai tàu không trục cùng với 9 tàu hải quân cũ vào hạm đội hải giám để tăng thêm sức mạnh bảo vệ các lợi ích hàng hải của quốc gia. Hai tàu khu trục này, một chiếc sẽ hoạt động trên biển Hoa Đông và chiếc còn lại sẽ hoạt động ở Biển Đông. Các tàu khác bao gồm tàu kéo, tàu phá băng và tàu thăm dò. Kể từ năm 2000 tới nay, hạm đội hải giám Trung Quốc đã tiếp nhận tổng cộng 13 tàu mới. Công tác tuần tra biển thường nhật cũng được tăng cường từ 6 chiếc tàu lên thành 10 chiếc sau khi tranh chấp Biển Đông leo thang. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng dự định là sẽ xây thêm 36 tàu hải giám nữa trước năm 2015. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hàng hải Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh trong tương lai sẽ mua nhiều tàu và máy bay có công suất mạnh, cùng với các thiết bị tiên tiến để củng cố khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trong năm 2012 vừa qua, các tàu hải giám Trung Quốc đã thực hiện 58 đặc nhiệm tuần tra ở Biển Đông, theo thông báo của Cục Hải dương Trung Quốc. Trong khi đó, cơ quan theo dõi Hải dương Trung Quốc công bố là trong năm nay sẽ chi 4,8 triệu đô la để tăng cường hợp tác quốc tế với các nền kinh tế đang phát triển ở Biển Đông. Các chuyên gia Trung Quốc tin rằng gia tăng hợp tác với các nước ở Biển Đông sẽ giúp xoa dịu căng thẳng trong các tranh chấp chủ quyền phức tạp tại đây. Tin Asia News Network trích phát biểu của ông Trang Trenhai, giám đốc khâu hợp tác quốc tế của Cục Hải dương Quốc gia, nói rằng tranh chấp Biển Đông không thể giải quyết trong thời gian ngắn, nhưng tạm thời nên được để qua một bên và cùng nhau phát triển sẽ là một phương cách hữu hiệu vì lợi ích kinh tế chính trị của tất cả các bên. Truyền thông Trung Quốc cho hay là Bắc Kinh lâu nay cam kết tăng cường hợp tác quốc tế với các nước ở khu vực Biển Đông với kế hoạch 2011-2015 về hợp tác Biển Đông và các vùng biển lân cận. Theo Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc, thì trong năm rồi có hơn 30 dự án hợp tác về bảo vệ môi trường hàng hải, nghiên cứu hải dương học khu vực và ngăn ngừa giảm nhẹ thảm họa ở Biển Đông đã được thực hiện.
Dù chưa công bố thời điểm cụ thể, nhưng Trung Quốc cho biết là sẽ xây dựng trung tâm cảnh báo sóng thần để thu thập dữ liệu về môi trường hàng hải và đưa ra các báo cáo về nguy cơ để giảm tác hại của các thảm họa này. Các nỗ lực của Trung Quốc nhằm củng cố hữu nghị với các nước có tranh chấp ở Biển Đông bao gồm Việt Nam được loan báo trong lúc căng thẳng giữa Bắc Kinh với các nước trong khu vực đang leo thang vì các động thái của Trung Quốc nhằm tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tàu hải quân INS Sudarshini của Ấn Độ ngày 1 tháng 1 cập cảng Tiên Sa của Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm hữu nghị trong 3 ngày. Tân Hoa Xã trích dẫn báo chí Việt Nam cho hay là ngoài các sinh hoạt giao lưu, sĩ quan thủy thủ trên tàu sẽ tham quan các thắng cảnh và di tích văn hóa nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng. Chuyến thăm của tàu huấn luyện hải quân Ấn diễn ra giữa bối cảnh Ấn Độ kỷ niệm 20 năm quan hệ với các nước ASEAN và đánh dấu 40 năm quan hệ Việt-Ấn. New Delhi nói Việt Nam là một trong những ưu tiên của Ấn trong chiến lược hướng về phương Đông. Việt Nam và Ấn Độ đang tăng cường quan hệ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về quốc phòng và an ninh, trong lúc căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông đang leo thang. Trung Quốc nhiều lần mạnh mẽ phản đối Ấn hợp tác với Việt Nam trong các dự án thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Truyền thông Trung Quốc mới đây còn tố cáo rằng Việt Nam ăn cắp tài nguyên của Trung Quốc ở Biển Đông với sự hỗ trợ của một nước thứ ba. Ấn Độ nói Biển Đông là tài sản của thế giới và tuyên bố là sẵn sàng điều động lực lượng tới bảo vệ các lợi ích quốc gia trên vùng biển này. Chuyển sang phần tin quốc tế, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã dùng bài diễn văn năm mới để hô hào phát triển các loại võ khí tiên tiến và chấm dứt tình trạng đối đầu trên bán đảo Triều Tiên. Trong bài diễn văn gây ngạc nhiên đọc trên đài truyền hình hôm 1 tháng 1, ông Kim kêu gọi dân chúng kiên quyết theo đuổi điều mà ông gọi là các lý tưởng độc lập, hòa bình và hữu nghị. Diễn văn của ông Kim Jong-un cũng hô hào cho việc cải thiện mức sống cho người dân, phát triển thêm những loại võ khí và thiết bị tiên tiến. Nhưng ông không đề cập gì tới chương trình võ khí hạt nhân đã khiến cho Bắc Triều Tiên phải đối mặt với những biện pháp chế tài rất tai hại của cộng đồng quốc tế. Quan hệ hai miền Triều Tiên đã gặp căng thẳng hồi tháng trước khi miền Bắc phóng thành công một tên lửa tầm xa để đưa vào quỹ đạo một công cụ mà Bắc Triều Tiên nói là một vệ tinh thời tiết. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm lãnh đạo của Bắc Triều Tiên đọc bài diễn văn năm mới trên truyền hình. Dưới thời ông Kim Jong-il, thân phụ quá cố của ông Kim Jong-un, thông điệp đầu năm thường được gửi tới dân chúng dưới dạng một bài xã luận trên các cơ quan truyền thông nhà nước. Hàng ngàn người biểu tình ở Hồng Kông kêu gọi trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh, một nhân vật nhiều tai tiếng, hãy từ chức và đòi Trung Quốc để cho dân Hồng Kông tự bầu ra lãnh đạo cho mình. Cảnh sát cho hay khoảng 17.000 người tham gia cuộc biểu tình trên khắp Hồng Kông trong ngày đầu năm. Đám đông trưng biểu ngữ và hô khẩu hiệu đòi trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh, người được Bắc Kinh hậu thuẫn, phải từ chức. Ông Lương lên nắm quyền hồi tháng 7 năm 2012 và đã đối mặt với nhiều chỉ trích sau khi người ta phát hiện ông đã tìm cách che giấu những chuyện xây dựng bất hợp pháp tại nhiều căn nhà cao cấp của ông. Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc hồi năm 1997. Cư dân ở đây phải chờ cho tới năm 2017 mới được bầu nhà lãnh đạo mới. Ông Lương được bầu hồi tháng 3 năm 2012 bởi một ủy ban có nhiều thành viên do Trung Quốc chỉ định. Giới hữu trách Thái Lan cho biết một chiếc thuyền chở đầy người tị nạn Hồi giáo Rohingya được cho là chạy trốn bạo lực sắc tộc và đàn áp ở Miến Điện phải bị gửi trả về Miến Điện. 73 người Hồi giáo Rohingya di cư, gồm cả phụ nữ và trẻ em, được phát hiện lúc họ đang trôi dạt trên một chiếc thuyền nhỏ quá tải ở ngoài khơi Phuket, thị trấn du lịch của Thái Lan, cách rất xa điểm đến cuối cùng của họ là Malaysia. Giới hữu trách Thái hôm 1 tháng 1 đã chặn con thuyền lênh đênh trên biển trong 13 ngày và cung cấp cho những người tị nạn đồ ăn thức uống cũng như các vật phẩm khác. Thái Lan không chứa chấp thuyền nhân, thay vào đó họ chỉ cung cấp cho thuyền nhân các vật phẩm cần thiết để tiếp tục chuyến đi tới đích điểm cuối cùng, thường là rất nguy hiểm. Người Hồi giáo Rohingya đang tìm cách thoát khỏi bang Rakhine miền Tây Miến Điện, nơi mà trong những tháng vừa qua đã nổi lên nhiều vụ bạo động, làm mấy chục người chết và hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 3 tháng Giêng 2013. Chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên Iowa Asia Satellite phát sóng lúc 7 giờ sáng Việt Nam, được chiếu lại vào lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Phần tin tức thời sự lúc 7 giờ sáng còn được tiếp nối bằng chương trình dạy tiếng Anh của đài VOA. Trên trang web voatiengviet.com có hướng dẫn chi tiết cách vào kênh truyền hình vệ tinh của đài VOA. Ngoài ra, quý khán thính giả cũng có thể xem tin tức và các chương trình radio, video của đài chúng tôi trên trang nhà voatiengviet.com, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Trà My xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.